Tuần rồi ông Hồng Lai ở bên tiểu bang Louisiana đó, ở bên kênh Uyên Huỳnh á, ông gọi phone chứ? Hương mừng ơi là mừng, Hương cứ nói hôm nào gọi Hùng cái thứ nó ra sao quên nó hoài à. Mà ông cũng chẳng gọi cho Hương luôn, Hương cũng quên luôn. Hương cứ suy nghĩ hoài hôm nào gọi cho Hùng, hôm nào gọi cho Hùng. Cái tuần vừa rồi ông gọi cho Hương, Hương mừng thì thôi á, ông xin lại được thẻ xanh rồi, cho nên là chuẩn bị về Việt Nam lấy vợ. Không biết có kiếm được vợ hay không. Trời ơi, râu gì mà bạc trắng xóa, đầu cũng bạc trắng xóa, sợ ông luôn. Ông nhỏ hơn Hương 2 tuổi mà nhìn ông như ông ngoại của Hương vậy đó, râu trắng xóa, tóc trắng xóa. Gọi hỏi thăm Hương này kia xong biết đường hỏi thăm ông Huỳnh, nhưng mà bây giờ thì biết rồi, có chị Hồng canh. Chị Hồng cũng là một người con lai, mà hồi đó là Hồng thường Hương thường hay nói chuyện với Hồng. Sau đó Hồng nói là Hồng ở tiểu bang đó đó có ý muốn đem Hùng về để lo cho nó. Hương mừng dễ sợ luôn. Cái là Hương mới liên lạc với Hồng hoài, cái Hương giao giao Hồng qua tay ông Hùng, qua tay cho Hồng, cái Hương chạy trốn luôn. Ông sao quá, Hương giúp ông không được. Mình giúp mà đường xa như vậy chỉ có thể nói chuyện thôi, chứ không có thể mà kiếm việc làm rồi kiếm nhà cửa rồi lo cho ông, không có được. Thế là Hương giao hết cho Hồng luôn, cái Hương chạy luôn. Hồng là một con lai nên Hồng cũng rất thương những người con lai. Mà Hồng thấy Hùng làm món gì? thấy Hùng, Hồng cũng lai đen, Hùng thì lai trắng. Mà Hồng thấy Hùng như vậy Hồng thương lắm, cho nên nó thôi giao cho Hồng, Hương chạy trốn luôn. Bây giờ cũng đàng hoàng ngon lành, lâu lâu Hương mới gọi cho ông lần, rồi lâu lâu ông gọi cho Hương. Nhiều lúc ông đổi số phone cái Hương gọi cũng không được nữa, cái ông gọi chứ. Hùng rất là ngoan, không có làm gì bậy bạ, cho nên không có bị tịch thu, không có bị trục xuất. Chỉ là ổng làm mất giấy tờ thẻ xanh, xong rồi cái ông lái xe ông bị tích kẹt, ông không đóng tích kẹt, cái là nó giữ luôn thẻ xanh ông, nó không cho ông làm thẻ xanh lại. Cái là lúc không biết lý do tại sao hết, cái xong lúc đó cái Hương mới gọi luật sư, cái Hương mới hỏi này kia ra, mới lòi ra là ông có tích kẹt, cái là mới bắt đầu đi trả tiền. Hương lại ngồi bên này mà Hương thuê luật sư ở bên đó đó, Hương trả tiền này kia, tiền của Hùng đi làm, nhưng mà Hương thuê luật sư rồi đi ra trả tiền rồi cho ông xong xuôi hết. Cái là rồi ông ra ông được, cũng lấy lại được thẻ xanh, cái là nộp được thẻ xanh. Nhưng mà lúc đó thì qua tiểu bang khác cho nên lấy địa chỉ Uyên Huỳnh, mà cũng là cái tội đổi số phone thẻ xanh về cả 4 5 tháng rồi mà Uyên Huỳnh không có biết đường liên lạc cho ông. Cái là hôm nay may mà ông là ông gọi ông thăm Uyên Huỳnh, cái là Uyên Huỳnh nói đi lấy thẻ xanh, bây giờ mừng ơi là mừng vậy đó. Cái là Hương cũng mừng ghê vậy, là thôi chuẩn bị cho ông xong xuôi rồi đi về Việt Nam để giành được nhiều tiền, rồi bây giờ đi làm răng giả xong về Việt Nam. Hương nói chuyện với Hùng, Hương có thâu băng Hương đưa lên đây để cho mọi người xem để nhớ, nhưng mà không biết mọi người có nhớ Hùng hay không. Nếu mà ai quên Hùng thì Hương có làm video về Hùng, Hương quên, để Hương coi thử video số mấy. Nếu có quý vị khán giả nào mới xem kênh mà không biết Hùng Lai là ai thì Hương có làm về video về Hùng Lai, đó là video số 206 và số 218 trên kênh Người Đường Kali này. Bây giờ Hương gửi video này hôm nay là để mà cập nhật tin tức mới của Hùng đến quý vị khán giả. Xin cảm ơn và xin chúc một ngày an lành. Chưa về Việt Nam. Rồi giờ chưa xong thẻ xanh nữa hả? Thầy sang xong có rồi mà về nó gửi về cái địa chỉ ở Louisiana chứ không gửi về bên em. Thì bây giờ bên Louisiana ai nhận được? Yên Quỳnh Uyên Huỳnh nó gửi qua cho em chưa? chưa Nó có gọi em, nó báo tin là nó nhận được thẻ xanh chưa? Em gọi cho nó chứ đâu cái số của anh em đâu không gọi. Rồi em gọi em nói chuyện với nó chưa? Rồi em gọi em nói chuyện đó rồi. Em cho nó địa chỉ chưa? Em gửi địa chỉ qua cho nó luôn rồi. Rồi mà nó nói nó nhận được chưa? Thì nó kêu nhận được rồi. Trời ơi, vậy mừng quá rồi, chuẩn bị đi Việt Nam rồi. Thì đó, thì là tháng 11 em về nè. Trời đất ơi, tại sao không về liền mà đợi tới tháng 11 chi? Chứ chuyện đâu về. Em chưa làm răng nữa, về gì nữa. Ồ, Em mới phải làm có răng cho nó đẹp gái rồi mới lấy vợ được ha. Phải có răng cho nó đẹp trai đã ha.
Tại sao chưa có tiền? Bữa giờ mấy tháng rồi mà nói là chưa có tiền, chưa để dành đủ hả? Chưa chị. Làm hàm răng dưới chưa? Hàm răng dưới là hư trơn rồi, giờ phải nhổ luôn. Thôi làm hàm răng trên trước đi, răng dưới đâu có quan trọng. Mình cười mình nhe răng trên chứ mình đâu có nhe răng dưới. Thì đó, thì nó không phải... Không biết là chị Cúc với quanh nó kìa, kìa chú Hùng phải nhổ nguyên hàm luôn, làm nguyên hàm luôn đi, chứ đừng có làm hàm trên đường mới mốt tốn tiền hàm dưới nữa, làm luôn lần luôn đi. Vậy hả? Vậy hàm trên hàm dưới luôn là bao nhiêu tiền? Thì lấy hàm lấy ra vô là hai hàm thì 3.000 mấy á. Chừng nào thì làm xong? Thì em chưa có nhổ mà sao chồng. Nhưng mà 3.000 mấy tức là mình đâu có 3.000 mấy một cái răng hay là 3.000 mấy hai hàm luôn? Hai hàm luôn, hàm trên hàm dưới luôn. Ô vậy tức là mình gắn vô chứ không phải là mình trồng vô hả? Đúng rồi, mình gắn nguyên hàm á. Mình đem, mình đeo thôi. Mình kiểu như mình lấy ra đi vô á. À biết rồi, hiểu rồi, hiểu cái loại đó rồi. Hiểu loại đó đó, thì quanh cái loại đó lấy ra đi vô á. Ừ. Mà mình á, mình phải dán keo thì cho nó cứng chứ đừng có dán keo. Ờ. À, có loại dán keo để cho nó cứng á. Ờ. Chừng nào có hàm răng là đi về Việt Nam phải không? Thì Cúc nói dán keo thì nó cứng hơn là để thường. Ừ. Thường nó mới đất ra đất vô rồi nằm năng mới được. Ừ đúng rồi. Nhưng mà dán keo cũng nguy hiểm lắm. Hôm bữa chị thấy ông kia ông cũng dán keo, ông quên dán keo xong ông đang nói chuyện có rớt cái bịch ra hai hàm răng luôn. Kỳ vậy. Phải nhớ dán keo á, đừng có quên á. Phải nhớ dán keo vô. À. Chắc dán ông kỹ á. Ờ. Bây giờ em vẫn đi làm nail hả? Ờ em vẫn làm nail. Mỗi tháng để dành được bao nhiêu tiền? Thì em trừ tiền nhà, tiền ăn ra thì cũng còn được 1.800. Coi như để dành được 1.800 một tháng hả? Dạ. Yeah. Rồi, để dành một năm đi, cái về Việt Nam lấy vợ luôn. Thì đó, thì em Quỳnh nói bây giờ có thời gian thôi gì em đi về Việt Nam được rồi đó. Mà cái thẻ xanh của em về nhà Huynh Huỳnh lâu chưa? Nó kêu là về... 4-5 tháng đi rồi. Trời đất ơi. Con em nó không gọi được. Trời nó ơi. Nó kêu thì sao? Nó gọi được sao? Sao không gọi chị Hương? Cái em đâu biết số con của chị Hương đâu. Trời ơi. Chiều số quá, người ta gọi vô nó mắc số của chị luôn, nó không gọi được. Trời đất ơi. Lâu rồi em có nó gọi chị Hai nói chuyện chị Hai không? Có, mới gọi ngày hôm qua. Ồ vậy hả? À rồi chị, rồi chị cũng mừng. Ừ. Còn anh nó cũng mừng. Thôi em lấy được thẻ xanh là chị mừng rồi. Đi về Việt Nam lấy vợ rồi chứ. Cũng lớn tuổi rồi. Thì đó. Kiếm bà nào đó, bằng mà Yên Bình nó về Việt Nam làm gì thôi. Để có gì đó anh giới thiệu cho. Nó kêu em lên kênh của nó ký vợ cũng được. Giới thiệu cho. Ờ. Nhưng mà em lên kênh của nó là những người đó em đem họ qua. Biết không, em không biết cái Zalo. Em không biết cái biết app vô Zalo của nó. Ồ. Chà ơi, ở nhà em có đứa nào trẻ trẻ hai mấy tuổi nào không? Không. Mười mấy hai mấy á? Đúng rồi mà không, chắc em phải nhờ mấy người kia thôi. Không không, em đi cái ra tiệm, em nhờ Khánh Dạ, em ra tiệm vô. Em nhờ khách á. Hả? Em ra tiệm em nhờ khách á, nói nó là download giùm tôi cái Zalo xuống. Cái mở giùm em cái account, khách á, khách họ làm được. Nhờ người khác nào trẻ trẻ họ làm giùm em. Đúng rồi. Bây giờ một tuần đi làm mấy ngày? Một tuần em làm 6 ngày, chủ nhật được nghỉ. Ờ thôi cũng được rồi, có ngày chủ nhật đi lễ. Thì đó. Bây giờ em vẫn ở nhà cái chị đó đó hả, cái chị cũ hả, rồi chị nấu cơm cho em hả? Đúng rồi. Thôi cũng sướng rồi. Ông sướng số ông cũng sướng ngớm lắm á. Cuối cực khổ. Thì bởi vì em nói là em nói bây giờ mới nói giờ chị Cúc với ông Quang nó ăn qua đó. Em nói thầy mắc với tôi có đai như vậy thôi. Ờ. Rồi may rồi giờ cái Yên Quỳnh nó mới lên nó lên rồi thì mới biết là như vậy chứ đâu thật sự đâu có ai đâu. Ừ đúng rồi. Không có lên kênh Uyên Huỳnh là đâu có ai biết được em bị chuyện gì đâu. Cũng may nhờ Uyên Huỳnh nó đưa đúng lên rồi. Kênh.
người này người kia biết em bị chuyện. À, thì đó nhờ Yên Quỳnh mới ra được. Bây giờ Yên Quỳnh giúp thằng Khôi mà giờ cũng không được luôn kìa. Thằng Khôi nó đâu có chịu bỏ uống rượu đâu mà giúp. Thì đó, bây giờ nghe Yên Quỳnh nói ông cụ đứng ở ngõ tư đang xin tiền. Trời đất ơi, nó không đặt rồi xin. Em ơi, nó phải biết tự bỏ cái rượu bia, nó không bỏ được không ai giúp nó được hết á. Thì đó mà nghe Yên Quỳnh nói là ba nó chết ở Việt Nam á. Vậy hả? Mà nó đâu có giấy tờ đâu, không về. Ừ. Đâu bây giờ cũng đâu có làm cho nó được giấy tờ chị đâu. Có ba nó còn lúc trước còn sống thì còn làm còn được. Tại giờ ba chết rồi là chịu bó tay. Ừ. Em cũng may một cái là em không có bị nghiện rượu, nghiện chè gì hết. Cho nên là cũng may là vậy. Em chỉ bị bệnh rồi bị mất giấy tờ, em rớt ra ngoài đường thôi. Thôi cũng được. À đúng rồi. Và Yên Quỳnh nó còn nói trời, tôi tưởng ông bị tội lỗi này, nếu ông cấp giấy tờ cho ông. Ai nói tội lỗi. Tôi phải vô tù bao giờ đâu. Từ khi qua Mỹ thì chưa bao giờ em vô tù. Ờ đúng rồi. Cái nó còn nói giấy tờ mà mới bị Covid đó, nó chính phủ cho tiền đó. Ừ. Nó kêu gửi đơn về xin tiền gì đó mà nó còn để ở nhà nó đó. Trời. Nó kêu nói gì ai nó gửi. Bà biết mình xin được không biết. Lâu quá rồi chị cũng không biết nữa. Nếu mà ngay lúc đó thì xin được. Thì đó đúng rồi. Lúc bị Covid đó thì mình còn xin được. Bây giờ qua Covid thì biết xin được hay không. Ừ, lâu quá rồi. Thì đó. Mà em có nói chị Hồng đó. Em nói gọi chị Hồng hồi chiều. Rồi Hồng nói thôi trời ơi, ta cũng cầu cho mày khỏi giấy tờ tài xanh để qua để làm cái xô. Với đi mua chiếc xe cho mày đi chạy mà đi làm. Đúng rồi. Chứ nhờ vả người ta cũng kỳ. Đúng rồi, em mà có. Bây giờ em có thể xăng xem có sơ sô là em người bình thường thôi. Muốn mua xe, muốn mua nhà thì mua, muốn về Việt Nam thì về, sướng rồi. Ủa mà đổi có bằng lái xe ở Rusia nào chở về mình đổi ở đây được không? Được chứ sao không, chừng nào em có thể xăng, em có thể xăng rồi. Em có sơ sô rồi em làm cái gì em làm, không có quan trọng gì nữa hết á. Em ở đâu cũng giống như là em dọn nhà thôi. Ủa vậy hả? Ừ. Nhưng mà bây giờ em có cái thẻ xăng rồi, em phải request cái sô đã, có thẻ sô nó gửi về cho em đã. Đâu sô là mình lấy liền. Sô có chưa? Có là mình lấy liền à. Ờ. Không có sao. Ừ. Trời ơi. Sô mình làm là lấy liền à. Bữa nay sao anh Hai lại nhớ tôi, anh Hai gọi tôi vậy ta? Đâu, tại nói là tại mình có thẻ xanh nó gọi cho chị biết, cho chị Hai chị mừng chứ mà. Sao đổi số phone miết vậy anh Hai? Đúng rồi, đúng có tiêu rồi. Ờ. Sao đổi số phone miết vậy anh Hai? Sao biết đường kiếm anh Hai? Ủa cái hình đâu, phone em lên vợ chứ đâu có đổi đâu. Sao cái số phone này em gọi mà chị nó không có hiện lên tên? Cái số phone của em là chị lóc vô, nó gọi thì nó phải hiện cái tên lên chứ nó không có hiện. Chắc em đổi số phone mới nữa rồi. Chị em mới đổi mấy tháng này, tại em xài cái phone của anh, bây giờ của anh cắt rồi. Ờ. Nên của anh nó cắt lên, em mới mở, em đứng một mình em. Ừ. Giờ chị Hai nói là chị Hai đi làm cực, chị Hai làm chuồng gà mệt quá, chị Hai làm không nổi. Giờ chị Hai ở nhà buồn quá, chị Hai đi hãng làm. Đi đâu? Đi vô hãng làm. Vô hãng làm hả? Ờ. Quỳ vậy? Chị Hai nói vậy. Ủa làm gà không nổi thì có cô anh của em làm mà. Thì cô anh của em làm, nhưng mà chị Hai nói ở nhà từ sáng đến tối buồn quá, không có cái gì làm hết, buồn quá làm không chịu không nổi. Ủa chứ anh bá đâu? Hai người cứ ngồi không nhìn nhau hoài buồn quá. Anh bá thì ở nhà, anh bá ở nhà ok. Có gì đâu mà buồn chả. Ờ. Bữa nào rảnh rỗi chạy qua thăm Uyên Huỳnh lần đi, đi chơi. Thì đó thì em chắc em phải chờ tới buổi. Ây da, thôi đừng có đi. Đồng mới trở về. Thôi đừng có đi. Đi qua thăm Uyên Huỳnh rồi tốn tiền lắm, để dàn tiền đi Việt Nam lấy vợ luôn. Thì đó thì em nói nó mời em đi qua để ăn tiệc mà em đâu đi được đâu. Ờ, tiệc gì đó?
Thì tiệc cái lễ mừng cho anh Hùng đó. Mừng cho em lấy được thẻ xanh á hả? À, mà kêu thôi thúc đó, nói vậy đó mà kêu đâu có bao nhiêu đâu mà tốn kém. Thôi đừng có đi qua đó tốn tiền lắm, để dành tiền đi Việt Nam lấy vợ luôn, làm răng Thì xong cái đó về Việt Nam lấy vợ luôn. à, Bây giờ là để dành được mấy chục ngàn rồi. em cũng được Ôi, ôi em giàu hơn chị rồi Hùng, em giàu hơn chị rồi. đã gì là giàu 3 năm, Em giàu hơn chị rồi, chị làm gì chị có 6 ba ngàn năm nè. đó chị Ba cũng năm lắm hả? luôn. 3 năm là tại em đi qua đi lại, em làm giấy tờ rồi đó, cho nên nó tốn cái đó nữa. Đó không, em phải em tính là trở về đây làm chưa của anh, lúc em còn được ngàn mấy 2 ngàn, mới trở về đây làm nêu là 3 năm đó, đúng 3 năm đó. Mà được dư đó. Quá giỏi rồi, quá giỏi rồi. Kỳ này về lấy vợ nữa là ngon nha. Là xong xong bảo lãnh. Mình nói gì thì nó giới thiệu mà nó cái ơn anh muốn lấy ở đây thì em giới thiệu cho. Nhưng mà chị thôi, ở đây mình ở đây em phải đem nó qua bên Mỹ, không biết làm sao nữa. Bây giờ em coi lên kênh của Uyên Huyền, em coi mấy cái cô Việt Nam á, em coi coi thử sao. Đâu nói kết nối yêu thương là ở đây chứ đâu mà kết nối yêu thương người Việt Nam đâu. Vậy hả? Vậy càng tốt. Ở đây Thì khỏe quá đó. trời. Thôi em lên kênh em coi đi, kiếm được cô nào thôi còn khỏe hơn về Việt Nam nữa. Về Việt Nam tốn tiền Thì nữa. đó, thì nó kêu là nếu anh muốn lấy người ở đây thì em kết nối yêu thương ở đây mà chứ đâu ở Việt Nam đâu mà. Đúng rồi. Đó. Tại cái nó bỏ cái kênh YouTube rồi, nó không có làm cho kênh YouTube nữa, giờ hôm qua kết nối yêu thương. Đúng rồi. Ok, vui lắm. Đông lắm, vui lắm. Chị có coi, lâu lâu chị có coi. Phải kêu anh tải xuống đi rồi anh coi vui lắm. Nghe trời đâu cái tải đâu mà phải vui quá không vui. Mà có ngày chủ nhật mới được nghỉ thôi chứ còn thường đi làm không mà. Đi Để làm mấy giờ cái từ 10 giờ đến 6 giờ chiều thì về rồi. Để bây giờ chị Bây nhắn giờ tin chắc cái sáu kênh giờ của Uyên chiều. Huỳnh, chị nhắn tin cho em cái kênh của Uyên Huỳnh rồi em bấm vô đó, cái là em lựa video em coi, em thấy cô nào được được thì em gọi em cho Uyên Huỳnh biết. Không cần tải, chị nhắn tin cho em cái kênh của Uyên Huỳnh thôi, cái là em mở ra em coi được rồi. Lâu quá trời, mấy bữa nay chị cứ nghĩ để gọi ông Hùng coi thử ông có vợ chưa, xong chị quên miết luôn á, quên hoài luôn. Tụi mới lâu có gọi chị Hồng không? Không có gọi chị Hồng, cũng không gọi chị Hai luôn. Xong cái mới đây chị Hai vừa mới gọi chị cách đây tuần trước nè, chị Hai mới gọi chị tuần trước. Có lần chị gọi chị Hai xong số phone nó không có trẻ, nó nói là không có nhận phone. Xong chị tưởng là chị Hai đổi số phone, chị không có gọi nữa. Ai ngờ mới đây chị Hai gọi thì vẫn số phone cũ. Đúng rồi, bà số phone cũ. Coi như là có nói chuyện chị Hai, còn chị Hồng lâu rồi không có gọi chị Hồng. Em ngày nào cũng gặp chị Hồng hả? Tại vì năm ngoái là chị về Việt Nam đó, chị đám cưới cho con gái của chị đó. Vậy hả? Rồi nó bảo lãnh chồng nó qua Mỹ chưa? Tao lấy tiền Mỹ mà đám cưới ở Việt Nam. Ồ, nó ở bên Mỹ, nó lấy chồng Mỹ mà về Việt Nam làm đám cưới. Đúng rồi. Chắc gia đình chồng bên Việt Cái Nam đám hả? cưới ở đây. Gia đình Cưới chồng bên bên đây Việt đi. Nam hả? Cũng được. Cưới Việt Nam cho nó rẻ tiền, còn cưới ở đây mắc lắm. Với đám cưới Việt Nam Mình vui chung. nữa, bên này buồn, cưới Việt Nam vui Đúng hơn. rồi, bà bên Việt Nam vui hơn. Bên bà con Việt Nam nó nhiều đông vui. Còn đây bà không có là. Đây là bây giờ Việt Nam, bây giờ dẫn hai đứa về Việt Nam đám cưới mới năm ngoái đây nè. Hồng ơi, không có ai chở em đi lễ rồi em làm biếng em bỏ lễ luôn hả? Đâu có đâu, nhà thờ Mỹ đây gần đây nè, Mỗi tôi tuần đi bộ đi lễ, chủ nhật nhớ đi bộ ra đi lễ nha, không ai chở mình cũng đi. à
Em cứ nghĩ rằng là nhờ có anh Huỳnh đưa em lên kênh, nhưng mọi sự đều do Chúa sắp đặt hết á Hùng ơi. Không phải anh Huỳnh giúp em, cũng không phải chị giúp em, cũng không phải chị Hai giúp em. Mọi sự đều do Chúa sắp xếp hết. Chúa nhìn em, Chúa biết cuộc đời em khổ, Chúa mới đưa những người này tới mỗi người, rồi nó kết nối dài cái là kéo em ra. Nửa cuộc đời còn lại sung sướng có vợ rồi, lúc nào cũng biết là mình được cái gì cũng đều là do Chúa cho mình hết. Không, em nhớ nha, mỗi tuần đi lễ nha. Ủa anh gì ở ở nhà chị còn đó không? Anh vẫn còn đó. Ở đây nó đàng hoàng lắm, bây giờ nó đàng hoàng lắm. Ủa anh có giấy tờ chưa? Chưa. Chưa hả? Chưa có. Thôi được rồi, Chúa phận nào Chúa lo phận đó em ơi. Chúa lo cho em cách khác, lo cho nó cách khác. Bây giờ nó rất là đàng hoàng, như vậy là tốt rồi. Mỗi ngày mình đều biết cái gì mình có là Chúa cho, chứ không có ai cho được mình, không ai giúp được mình. Ngày nào cũng tạ ơn Chúa hết. Mọi việc nhỏ việc lớn gì cũng tạ ơn Chúa hết Hùng. Nhớ nha. Chị có nhớ mà cái thằng mà thằng gì mà chị giới thiệu cho nó làm cho chị Hai không? Thằng Kiếm. Bây giờ còn ở Cali, nó đi đâu rồi? Nó vẫn ở Cali. Bỏ cái đó cũng khó lắm em ơi. Nha, có làm xong rồi có giấy tờ, cái lấy vợ. Bây giờ lên để chị gửi cái link của Uyên Huỳnh để cho em lựa cô này cô kia em coi. Rồi. Lâu lâu em phải nhớ em gọi chị nha Hùng. Em đổ số phone hoài chị gọi em không được. Báo tin cho chị biết là em ra sao chứ. Rồi rồi. Bây giờ bên đó mấy giờ rồi? Bên đây mà cứ 10 giờ mấy rồi chị. Vậy á? Trời đất ơi, bên chị là gần 8 giờ. Thôi đi ngủ đi, mai đi làm. Đâu, tại ngày mai 10 giờ mới đi làm được. Coi như sáng là em được. Tại 10 giờ sáng chị. Tại Yên Quỳnh nó hàng em là 8:45 là gọi cho nó nè, nó gọi cho em nè, em phải chờ phone nó. Gọi cho, tại sao hẹn gọi cho em chi? Để làm cho em lên kênh của nó lấy vợ hả? Để tôi hả? Để nó gọi em để làm video cho em lên kênh nó lấy vợ đó hả? Đúng rồi. Ôi trời ơi, vậy phải vậy, chải tóc đồ đẹp, thay cái áo đồ cho đẹp chứ sao nằm thấy ớn gì chơi. Áo mới thay. Đâu ngồi dậy cho chị nhìn cái áo coi có được hay không? Phủi cho chị nhìn cái áo coi. Thôi đi mặc cái áo sơ mi đi. Áo sơ mi ok rồi, sáng mai bạn. Không, bây giờ phải mặc áo sơ mi để cho nó quay video em cho nó đẹp. Tao sáng mai nó mới gọi. Sáng mai hả? Sáng mai. Nhớ mặc áo sơ mi. Xong cạo râu đi cho nó trẻ trẻ, em để râu em già lắm. Đúng rồi. Em để râu người ta tưởng em 80 tuổi rồi sao em lấy vợ, bây giờ em cạo cho sạch sẽ râu. Trời ơi, tóc bạc hết trơn rồi. Không, cạo, em cạo râu đi, em trẻ lắm Hùng. Bây giờ cạo râu xong mặc áo sơ mi nha. Xong sáng mai Uyên Huỳnh gọi là mặc áo sơ mi, bây giờ phải cạo râu cho sạch sẽ nha. Trời, em nhuộm tóc mà tóc nó rộng luôn á. Thôi bây giờ nhuộm tóc đi để mai mình gọi cho nó đen chứ trắng héo vậy không được đâu. Thì đó nhuộm cái là nó rụng, chảy đầu, chảy lượt cái là nó rụng, một cơn, tắm công việc rụng luôn. Rụng bây giờ sói đầu luôn nè. Vậy là cái thuốc nhuộm đó không tốt rồi, chị cũng nhuộm tóc, chị đâu có rụng. Bây giờ em biết được ra, em mua thuốc ở ngoài chợ cô mạc á. Chà ơi. Chừng nào chị Hồng đi Việt Nam nữa? Thì chị Hồng á thì nói là tháng 12 thì chị về đó. Để tháng 12 về rồi chị gửi cho em cái hình này, em nhờ chị Hồng mua để cho em nhuộm tóc thì nó không có bị rụng. Bên Việt Nam chị cũng xài loại đó ở bên Việt Nam mà nó không có rụng tóc đâu mà tốt lắm. Trời đất ơi, ông Hai ngày mai là lên kênh Nguyên Huỳnh phải không? Nhớ nha, nhờ cạo râu sạch sẽ, xong nhuộm tóc, xong mặc áo sơ mi nha. Đúng rồi. Tối nay là phải nhuộm tóc á, chứ đừng có để sáng mai không kịp. Nhuộm tóc xong rồi cạo râu nữa, xong sáng mai Nguyên Huỳnh gọi là mặc áo sơ mi vô, ngồi đàng hoàng. Rồi chị nghe tin em có thẻ xăng chị cũng mừng.
Thì đó, bởi em báo cho chị biết đó là cho chị mừng. Đó, từng bước cuộc đời đàng hoàng rồi, thấy không? Chúa lo mà, mỗi ngày em đều phải nhớ đến Chúa, đều phải tạ ơn Chúa, cái gì mình có cũng Chúa cho hết đó Hùng ơi. Ráng chủ nhật đi lễ nha, không ai chở em đi bộ nha. Đúng rồi. Ừ. Mỗi ngày từng tiếp được bao nhiêu? Tiền tiếp á, mỗi ngày được bao nhiêu? Tiền tiếp em được ngày em được trăm mấy, 200. Thiệt không? Thiệt mà chị. Một ngày 200 vậy là một tuần em được tới cả 1.200 hả? Đâu chưa, mà tính ra là mà tùy theo ngày chị, tùy theo đắt hay là ế. Ừ. Tại trung bình vô một tuần là em chỉ được 900 tới 1.000. Ồ, tức là một tuần em được 200 hả? Tiền tiếp á. Dạ đúng rồi. Ồ, một tuần. Thấp hơn cũng có, là trung bình đó. Ờ. Trung bình là một tuần được 1.000 đi, 900 ngàn đi. Xài này xài kia hết để dành được 1.800 cũng được. Ừ. Thì em tính là ăn uống luôn này nọ kia nó là còn cũng được 850. Ừ. Nhưng mà tiền phòng em trả một tháng bao nhiêu? 500. Rồi tiền ăn hết bao nhiêu? Ăn uống thì tính ra là mình đi mua đồ ăn thì đi làm á, ăn thì ăn ở ngồi. Ừ. Về nhà là ăn bữa tối. Ừ. Có khi không ăn thì uống sữa xu á. Ừ. Mai nói chuyện. Mai nói chuyện để đi kiếm vợ, đừng có nói uống sữa ăn xua nha, để sữa ăn xua là mấy ông già uống. Cho nên mai cứ vợ nói là tôi đi ăn đàng hoàng chứ đừng có nói tôi uống sữa ăn xua nha. Trời ơi, yêu bệnh đó trời ơi, dạo này anh uống sữa ăn xua rồi mà cái cổ của anh là nặng luôn rồi. Nói anh Huyền lên kênh đừng có nói uống sữa ăn xua, người ta trẻ đẹp trai ai mà nói uống sữa ăn xua. Em mới mua quốc em 4 thùng sữa ăn xua đó. Ờ. Mới mua ở trong chợ xe em đó, để chợ xe em mua 4 thùng. Ờ. Bây giờ nó tại nó xe ai cũng mua 4 thùng chứ nó không xe em đâu mua 4 thùng đó. Hiện giờ là em đi nhờ xe của ai? À, chủ neo. Ờ, chủ neo, em vẫn có bằng lái phải không? Thì bằng lái ở Luciana. Ờ. Mai mốt em có thẻ xanh rồi em có sô là em tự em ra em làm lại cái bằng lái mới của tiểu bang em luôn, khỏi cần dính líu tới Louisiana nữa. Đúng rồi. Ừ. Ừ. Bây giờ thì chị Hồng cũng nói y chang như vậy đó. Ờ, bây giờ mình là cái bà cái bằng lái của mày là dục. Ờ, dục, mình có cái thẻ xanh, có sô rồi mình đi ra chỗ em ở làm cái bằng lái mới. À. Thì nó kêu là em phải có cái đó rồi thì mình mới mua xe được, chứ không có không thể nào mua xe được. Đúng rồi, phải có bằng lái mới mua xe được. À. Ừ. Nhưng mà em có đi nhiều không mà mua bằng lái mua xe làm chi, mua xe thêm một phần tốn kém nữa đó. Đâu mua xe phải đi làm chứ ai đâu mà chở mình qua chị. Hiện giờ là em đi từ chỗ làm tới chỗ nhà xa không? 15 phút. Ờ, 15 phút lái xe hả? Là chủ chở em đi luôn hả? Chủ ghé qua chở em đi hả? Đúng rồi, chủ ghé qua chở em. Chủ hay là chị Hồng? À, chủ chứ không phải chị Hồng. Ừ. Chị rồi. Hồng thì xa hơn nữa. Ờ, rồi chiều chủ chở em về. À, chiều chủ chở em về. Ừ, ok, mai mốt mình có tiền mình mua xe thì mình tự đi khỏi nhờ nữa. Thì đó. Thì nên là chủ neo nữa, nó giờ tôi không cần ông là có thẻ xanh là ông có sô là ông mua bạn ông mua xe được là tự ông lái. Ừ. Chứ họ không có chở cuộc đời mình được. Ừ. Hiểu không? Đúng rồi, mình đi làm lấy tiền, mình đi làm mình lấy tiền mà có tiền tại sao không mua xe mà để cho nó phát chở bài. Ờ, đúng mà rồi, mà nó nặng mẹ mình bộ. Ừ. Mình mới tự ái. À. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mình có tiền mình phải tự ái, mình có giấy tờ nữa mà, không có ai nói mình tự lái xe mình đi. Thế đó.
Nhớ phải nhuộm tóc đen, xong cạo râu sạch sẽ, xong mai mà áo sơ mi vô nha. Đúng rồi. Đừng có để vậy, người ta tưởng ông già 80 tuổi là không có lấy được vợ đâu. À. Chị mấy bữa nay chị đang nghỉ, không biết ông Hùng ông ra làm sao để gọi ông. À. Ừ. Chị Hai hôm bữa tuần trước chị Hai gọi cho chị Hai cũng hỏi giờ không biết ông Hùng ở sao, cô Hương có số phone nào không? Chị nói đâu có, sao nhìn trong sổ không thấy. Không. Chắc trước chị cũng có nói gì hết, lần trước tao đi về Việt Nam rồi tao qua lại tao bắt số của mày. Nên tao không gọi cho mày được. Nên linh là tôi gọi cho chú cũng gọi không được. Nên ai về cái chú gọi cho tôi cũng bất phần. Hùng ơi, thằng Tuấn Anh nó có lấy vợ chưa, đám cưới chưa? Chưa. Hôm qua chị nói chuyện chị Hai mà quên hỏi, để bữa nào gọi chị Hai coi. Chưa. Tại cái nó có vài năm nữa. Ờ. À. Cũng 1-2 năm gì nữa đó. Ờ. Tôi quen con nhỏ đó đó. Ờ. Cũng mới được 1-2 năm đi mà. Ờ. Tại con nó cũng làm đều với chị đó mà. Ờ. Mà con chị, con gái của chị Hai con Vân á, bây giờ nó ở gần gần chỗ của em á. Ờ đúng rồi. Ở gần chỗ em nè. Ừ, nó mở tiệm nail gần gần chỗ em á. À. Mà chung nhà cũng ở gần chỗ em luôn nè. Vậy hả? À. Bây giờ em nghĩ tới chuồng gà em sợ không? Sợ. Mệt quá hả? Không, em không phải là sợ gì mà sợ có mùi đó chị. Ừ. Hiểu không? Ờ. Mùi mở trên cái trần nó bay xuống đó chị. Ờ. Rồi có bột cám bay lên nữa. Ừ. Trời ơi em cạt ra rồi mấy bột phộng giống như là ở đất chị đó, trong hàng mình đó. Ừ. Mà ai giờ làm đó là bột bụi á, bột cám á. Ờ. Khi mình bằng ngày thì gà mình nuôi từ nhỏ đến lớn thì không có sao. Ừ. Và khi mình thổi bụi á. Ừ. Là bụi nó bay hết từ thế nào bay xuống. Ừ. Trời ghê lắm. Ừ. Mà nó hôi lắm. Ừ. Ừ. Mà làm nó cực nữa. Bây giờ anh không làm chà gà, bây giờ anh làm neo, bây giờ người mình trắng đã trên làm chà gà anh nhìn không ra luôn. Đúng rồi, trắng đấy. Trẻo đẹp trai rồi. Làm chà gà em dễ sợ luôn thấy không? Ừ, với lại đêm không được ngủ nó cứ ren hoài rồi. Phải chạy đi nó alarm miết, chạy miết mất ngủ. Ờ. À, trời nữa không ở đây mà alarm chạy suốt vậy đó. Ừ. Ở đây nó chạy xuống rồi xuống là đâu đâu ngủ được. Mình về đó mình đâu có thể là nằm xuống là ngủ liền đâu. Ừ. Về có phải chầm hồi mình mới ngủ. Mà ngủ rồi nó ngủ có đau được bao nhiêu cái sáng dậy mình đi làm tiếp. Ừ. Sao làm nổi. Ừ. Chị hiểu không? Thôi bây giờ Chúa sắp xếp sướng quá rồi, được làm neo, ngồi mát làm xong còn được tiền tiếp, được rờ tay con gái đồ nữa. Thì đó. Rờ tay con gái, rờ chân con gái luôn nữa. Rờ chân con gái luôn. Bạn á, mình á làm xong thương mình khen khen đẹp đẹp, cái lợn nó cho mình 5 đồng, 10 đồng ý gì à? Đây hả? Khen nó đẹp đẹp hả? À. Một ngày em làm được mấy người, mấy bộ đồ, mấy người? Dạ, yeah, một ngày em làm trung bình là 12 đến 14. Trời, 12, 14 người? Dạ. Yeah. Ừ. Trời, sáng với làm vô đông lắm chị ơi. Vậy hả? Phải làm lại lại. Em làm trên tay nước, em làm bột? Em làm trên tay nước không ạ? À? Ờ. Ừ. Chứ làm bột em hửi mùi không có que. Ừ. Mà trong tay nước không làm lẹ đó. Em cắt móng rồi em bấm sơ sơ cái da nó thôi. Chứ em không bao giờ em không có móc phé chứ. Ừ. Mấy người nói mấy con kia rồi sao mà không móc phé. Em muốn móc phé mà vô bệnh vô. Mà vô cái tờ móc phé mày chứ sao tao không móc phé. Em nói vậy đó. Nói vậy hả? Hả? Ờ đúng rồi. Con cái nó nhiều, chạy con cái nó khóe nó nhiều quá. Đúng chạy rồi. Phải đi doctor móc khóe chứ mình móc khóe nguy hiểm. Đúng rồi. Ok mày vô lúc nó móc cho mày chứ tao không móc. Ở đây tụi tao không có móc.
tao tụi tao bấm da cho mày mày là tốt ra rồi. Ừ. Cái tao tụi tao không bấm. Bấm đỡ khi có chuyện nhiễm xuông mày sao chị? Đúng vậy rồi, à? Đúng rồi, nguy hiểm lắm á. Nguy hiểm lắm á. Ừ. Em đã có bấm anh chị bấm da nó sơ ở ngoài rồi sau rồi sơ. Ừ. Anh lầm lẹ lắm. Sơn chân xong xuôi kia lên sơn tay rồi em cũng làm y chang vậy đó. Bấm da anh sơ rồi sơ. Em muốn sơn keo thì ta sơn keo, mày muốn sơn tường ta sơn tường. Ừ. Giỏi gớm á chứ, giờ biết làm neo rồi nữa, giỏi quá trời luôn. Ừ. Cái chịu y bình á, trời dạo này em bảo anh Hùng làm rồi. Làm gà xong xuôi rồi giờ là qua làm neo quá sướng luôn rồi. Quá đẹp xa, quá sướng, bây giờ trắng trẻo rồi. Ừ. Hồi trước đen quá, nhặt không ra, giờ trắng trẻo. Nó tưởng em xài kem kìa. Ok trời, tôi đâu có xài kem đâu. Nói thôi đi anh chị hai, tôi đẹp thiên nhiên đó, không có kem kẹo gì hết á. Nói cái sao, sao người sao trắng bắp vậy? Hồi trước sao đen rồi, giờ sao trắng. Tại ở trong mát mấy lạnh mà sao không trắng. Trời sướng quá, giờ ngồi trong mát mấy lạnh. Đứng ở ngoài đường mà chạy xe bắt cày ủi ngoài đường đâu. Ừ. Hồi xưa em đứng rồi bây giờ em nghĩ đến mấy bữa mấy khi ở bên Louisiana đứng ở chỗ trại xăng tối ngủ ngoài đường em sợ không? Trời chết chị. Trời ơi. Mà mưa rồi sao nằm dưới hầm cầu. Ừ. Đỡ cục mà thích đen. Ừ. Rồi ban ngày mình phải ngủ. Giờ nghĩ lại sợ quá ha, thôi giờ sướng rồi, giờ sướng rồi. Thì bây giờ tại giờ là sướng rồi, bây giờ sướng, giờ sức xã hội khổ. Chẳng nào bây giờ Uyên Bình nói bây giờ anh Hùng sướng đó. Ừ. Bây giờ trời, thằng Khôi Uyên Hình giúp không nổi hả, nó không chịu bỏ uống rượu hả? Nó Uyên Bình nói nó sao giờ y chang vậy anh Hùng ơi, em nói bao nhiêu lần rồi không giờ. Nó xin được đồng nào, nó uống vô, uống mua bia hết đâu nấy. Ăn nó thì nó kêu Y Quỳnh nấu cho nó ăn. À, ngon thì nó ăn. Mà không ngon, nó dở một chút xíu thôi là nó chê Y Quỳnh, nó kêu sao nó dở. Trời đất ơi. Đó, mà em phải cắn răng chịu đựng đó anh Hùng ơi. Nó chê em thôi, thôi em tàn tạ. Mà em giúp bao nhiêu người mà đâu ai chê mà giống như nó đâu. Ừ. Mà nó chê em đồ này, chê em đồ kia. Kê thôi, đem đừng giúp nữa. Em giúp nó làm gì? Kệ nó đi. Ừ. Có người ai cũng vậy, một lần thôi, không có lần thứ hai đâu. Ừ. Người ta tạo cho mình ra công ăn việc làm để cho mình vướng lên. Ừ. Vướng lên với người ta thôi, chứ đâu người ta đâu có đạp xuống như sình đâu. Ừ. Tự mình xuống xí sình đó thì tự mình chịu chứ không ai chịu thế cho mình đâu. Ừ. Tôi nói này mà cái anh Hùng nói đúng, không có ai mà giúp cho hoài một chút đời được. Mình phải cố gắng, người ta giúp mình nhưng mình phải cố gắng chứ, người ta giúp mình trì trệ, mình nằm đó ai giúp nữa, người ta không buông tay, người ta chạy thôi. Đúng rồi. Ừ. Mình không phải vươn lên chứ đâu phải mình đứng ra là mình xin tiền, rồi có bao nhiêu tiền đó là mua bia cho mấy thằng kia uống rồi mình uống nữa. Trời rồi ơi. Phải mình phung phí không? Ừ. Mẹ người ta cho mày rồi, cho mày ăn đâu mà cho mày uống đâu. Ừ. Tại sao mày như vậy? Ừ. Mày cũng đâu có khác với thằng kia đâu. Thằng kia nó mẹ nó cũng lo hết người này, nó cũng lo hết người kia. Nó cũng giúp với người này, cũng giúp người kia. Đâu mà giúp mày hoài đâu. Ừ. Tại nó không có nhà cửa thì nó mới đứng ở ngoài đường đâu mà giống như mày. Ừ. Mày nó cũng giống như nó thôi. Ừ. Nó đâu khác chỗ nào đâu. Ừ. Mà tao cũng vậy thôi. Tại tao mổ tao mới đứng ngoài đường chứ tao mạnh khỏe giống như mày. Tao đi làm tự tao sống chứ. Chứ đâu có phải luôn ra đường xá chợ mà ở đâu. Ừ. Mày cũng có anh em ở đây mà tại sao nó nói rong rủi mày ra khỏi nhà là sao? Ừ. Mày phải biết cái điều đó chứ. Tại vì không có chịu cai nữa mà cứ uống bia hoài ai chịu nổi. Uống bia xong còn quậy nữa. Mày muốn về nhà rồi mày kiếm chuyện đó mày chửi. Ai chịu nổi với mày. Đúng rồi.
Rồi thôi bây giờ chị phải lo, chị đi chị làm video để tối chị bỏ lên á. Dạ dạ dạ. Rồi chị cảm ơn em nhiều, lâu lâu phải nhớ gọi chị anh hai. Rồi rồi rồi. Ok, bye em nha. Ok, bye. Nhỏ ở Việt Nam.